chúng ta đã cân nhắc và các khán giả mộ tại nhà cũng đã có kết quả bầu của mình. Bây giờ là lúc chúng ta công bố danh sách top 10. First contestant to make top 10. It to the top 10. Và thí sinh đầu tiên bước vào top 10 đó là Venezuela. Venezuela. Como mujer con toda mi feminidad. Tôi là một người nữ, tôi đã thử luyện ngành của mình, làm sinh kế, tôi đã thử luyện ngành của mình, hãy là chính chúng ta mà thôi. Với tất cả sự cống hiến, chăm chỉ, theo tôi chúng ta sẽ đạt được tất cả những gì mà chúng ta mong muốn. Venezuela. Hoa hậu Venezuela. Moving ahead in the competition và is bước tiếp vào vòng tiếp theo của cuộc tranh tài đó chính là USA. Thí sinh đến từ Mỹ. Hành trình để trở thành một nhà khoa học là gì? Theo tôi đã bắt đầu từ thời trẻ. Tôi thích hóa học bởi vì chính thầy giáo trong cái lớp học trung học của tôi đã truyền cảm hứng cho tôi. Chúng tôi có đầy neutron, nguyên tố U235 tạo thành năng lượng như vậy. Người mà tôi đã gặp khó khăn về toán, nhưng mà đã rất là yêu thích môn khoa học để mà tôi có thể trở thành một nhà khoa học và thực hiện cái chương trình, cái dự án mà tôi đang làm như bây giờ. Kích thích các trẻ có cái tinh thần sáng tạo, tinh thần tưởng tượng. Tôi luôn khuyến khích các bạn trẻ như tôi hãy đam mê tất cả những điều mà chúng ta làm, đặc biệt là ngành khoa học và những cái sự khám phá trong cái ngành này. Và cô gái tiếp theo sẽ bước vào cuộc tranh tài ở top 10. Philippines. Biển đã có cái tác động rất lớn với tôi, cho tôi được cái nét đẹp. Phải biết yêu lấy, yêu thích đại dương, đặc biệt là cái môn trượt ván như vậy. Chúng ta phải biết cách đón lấy những cơn sóng. Khi tôi là còn bé như vậy, tôi sống gần biển mà. Tôi thường xuyên cùng với bố mẹ tôi đi chơi các môn thể thao ở biển như vậy. Mọi thứ đó đã được ngấm thấm nhuần trong tôi. Rồi sau đó tôi mở cái cà phê ở ngay cái đảo nhỏ ở Philippines. Tôi rất tự hào về điều đó. Tôi đã trưởng thành, trở thành một người, một cô gái để mà có thể khởi nghiệp như vậy. Tôi cũng muốn truyền lại cảm hứng đó cho mọi người. Hãy có một mục tiêu và theo đuổi nó. Và ứng viên đến từ Philippines. Taking one step closer to the crowd. Và tiến thêm một bước đến gần với miền hơn nữa, đó chính là thí sinh đến từ Canada. Canada. Một bài học mạnh mẽ nhất tôi học được là gì? Người nữ có thể trở nên rất là mạnh mẽ nếu mà họ đã đặt ra mục đích và tầm nhìn. Và dĩ nhiên có những cái khoảnh khắc đầy khó khăn cho mọi người. Đã có một lần tôi nghĩ là tôi có thể là mất hết cơ hội, tôi cảm thấy bị sụp đổ hết. Nhưng mà tôi đã cân bằng được những cái việc mà vừa đi học và vừa kiếm việc làm của tôi. Và điều tôi muốn truyền lại cho người nữ là như vậy. Hãy nhìn vào mục tiêu cuối cùng của chúng ta. Và chúng ta sẽ kết thúc như thế nào trong cái cuộc hành trình đó. Và vẫn thí sinh tiếp theo vẫn còn có mặt trong cuộc đua, đó chính là South Africa. Nam Phi. Literally a month after my crowning, I was hijacked and held at gunpoint. Tôi đã từng có một cái sự kiện trong đời tôi là tôi đã bị bắt cóc và đã bị lấy súng ra khỏi xe, cho hết điện thoại, cho chìa khóa, nhưng mà gã đó đã kéo tôi lại và đẩy tôi vào xe. Phải đi theo tôi. Tôi đã có lúc đó là tôi đã can đảm đấm người đó và tôi bỏ chạy.
Và như vậy là tôi đã đến được nơi an toàn. Tôi đại diện cho Nam Phi như vậy. Ở đó tôi đã có một cái chương trình. My campaign consisted of mang tên là Unbreakable. To giúp cho mọi người mới skills and knowledge. Dạy cho họ những cái phương pháp tự vệ. Cho họ sức mạnh. Đấy là một cái trải nghiệm rất là hay. Đâu có đại lắm đâu. Bởi vì tôi locking down the next spot is. Và vị trí tiếp theo Spain. Đã thuộc về Tây Ban Nha. Khi trẻ, chúng ta không hiểu tại sao những trẻ lớn hơn chọc chúng ta, đùa với chúng ta. Tôi cao lắm, lúc tôi hơi bị chọc như chúng nó. Bây giờ mọi người lại nhìn tôi lại chiêm ngưỡng. Nhưng mà đó là một lợi thế, bởi vì tôi biết tôi có thể chơi những môn thể thao như là bóng rổ nè. Và tôi đã gặp trẻ và tôi kể cho mọi người nghe về cái tình hình của tôi và vượt qua những khó khăn như vậy từ trẻ. Phải biết kỷ luật và phải biết tập trung để mà chúng ta có thể theo đuổi giấc mơ của chúng ta. Để rồi hôm nay tôi có thể có được vị trí như vậy, là trở thành một người như vậy. Điều quan trọng một lần nữa phải tập trung vào điều mà giúp chúng ta có những cái điểm khác biệt. Also headed into the final 10 is. Và thí sinh tiếp theo sẽ bước vào top 10, đó chính là Brazil. Tôi sinh ra ở một cái làng Piauí rất là khiêm tốn ở tại Brazil thôi. Gia đình tôi là một đại gia đình. Một gia đình rất là đầy tình thương, đón nhận nhau. Một trong những điều mà tôi học được, tôi thích đó là cách tôi truyền cảm hứng cho mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ và các trẻ da màu. Hãy chấp nhận bản chính mình và tôn trọng những gì chúng ta làm hàng ngày. Không ai mà không ai mà có thể hơn chúng ta, mà không ai mà chúng ta không biết tôn trọng. Bởi vì tôi khác biệt, bạn cũng khác biệt, tất cả chúng ta đều khác biệt, trọng nhau, trân trọng vì điều đó. Và chúng ta chỉ còn lại 3 vị trí nữa thôi, và vẫn tiếp tục còn trên đường đua, đó chính là Colombia. Gia đình của tôi là chính là một là nhóm của tôi. Bố mẹ tôi, bà tôi lúc nào cũng muốn tôi biết được giấc mơ của tôi thành sự thật. Khi tôi còn bé, tôi nhớ là tôi đã bị ăn hiếp. Tôi đã bị ăn hiếp trong lớp như vậy. Tôi bị tổn thương lắm. Nhưng mà chính như vậy đã giúp cho tôi trở nên cứng rắn, mạnh mẽ như ngày hôm nay. Nếu mà tôi có thể khuyên những bạn trẻ thì this would happen, cách đây she wouldn't believe me. Vài năm thì tôi không thể nào mà họ tưởng là họ có thể tin được những gì tôi đã trải qua khi trẻ. Điều tôi muốn chia sẻ ở đây là hãy làm tất cả những gì mà bạn mong muốn. Bây giờ tôi đã trở thành một người phụ nữ đại diện cho quốc gia tôi, mang giày cao gót để có mặt tại kỳ thi này. Và chỉ còn 2 vị trí nữa thôi, và tiến vào vòng tiếp theo là Thái Lan. Thái là một nơi tuyệt vời, đặc biệt là thức ăn của họ. Cái truyền thống văn hóa của chúng tôi là khi dùng thực phẩm như vậy, chúng ta cùng chia nhau. Khi tôi đã học xong thạc sĩ về tiếp thị, đó là cái thời điểm mà tôi chưa có kế hoạch gì cả. Tôi không biết làm gì nữa. Tôi là ai? Lúc đó tôi cảm thấy lạc lối lắm. Nhưng mà chính như vậy tôi đã tìm thấy chính mình, để nhận ra được điều tôi muốn làm, tại sao tôi có mặt ở đây. Hãy muốn tạo được cái sự khác biệt thì tiếp tục. Tôi nhớ khi tôi còn trẻ đã có một cái tôi đã từng có. Chúng ta nếu không có tốn nỗ lực khi còn trẻ, chúng ta sẽ bị những cái dấu ấn về tuổi trẻ. Thành ra chúng ta cần phải cố gắng để mà có thể vượt qua và nổi trội như vậy. Vẫn còn 7 cô gái đang mong chờ tên mình được xướng lên, nhưng chúng ta chỉ còn một vị trí duy nhất và thí sinh cuối cùng lọt vào top 10. Jamaica. I am Jamaica.
you should really see the magnitude of our landscape. We are very authentic in whatever we do and what we bring to the table. In the process of learning sign language, it's really hard for them not being able to get the same...